Chào tất cả các bác làm vườn. Với các bác đang cần bọc bao bọc trái cây thì bên em đang cung cấp về bọc ổi, bọc la, bọc xoài, bọc mít, tất cả các loại bọc. Cho hôm nay thì em đang đóng gói đó là bọc ổi các bác nhé. Bọc ổi này nhà em thì sẽ là một cái dòng xốp 4 mùa và em sẽ lồng sẵn cả bóng cả chun. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Em mau quay chi tiết một chút về cái xốp bọc ổi đấy cho các bác anh nhà mình được xem. Đây các bác anh gì này. Xốp bọc ổi này nhà em đây nhá. Dài 14 cm, bóng ở bên ngoài thì sẽ là bóng mờ, còn bên trong thì sẽ là một cái dòng xốp siêu dai để các bác sử dụng tới mấy vụ luôn, mấy vụ thoải mái luôn các bác ạ. Về bọc ổi thì em cũng nói luôn tới các bác mà hôm nay bác làm đặt hàng ở video này cũng như là xem tới đơn vị em ý, thì mua từ 5 kg là em sẽ miễn phí ship nhé. Xốp bọc ổi này thì bên em sẽ làm cẩn thận và sẽ làm một dòng chịu nhiệt tốt nhất để cho quả ổi của bác nhà mình không sâu bệnh, không bị ruồi vàng chích hút. Thì em chia sẻ tới các bác thì cái bọc ổi này nhà em rất nhiều bác mua về bảo là cái túi này là nó liền, nó không thủng, nhưng không phải đâu. Em cho các bác xem cái cạnh thủng hai bên này là duyên đây. Đây. Nó sẽ là túi thủng nhá. Đây, túi thủng. Túi thủng ở hai cạnh như này các bác này, cạnh thủng ở cạnh bên này nữa này. Để cho nó thoáng, để cho có nghĩa là cái quả ổi lúc nào nó cũng thoáng khí đấy ạ. Một cân bọc ổi này thì nó sẽ được rất chi là nhiều. Khi các bác anh nhà mình cần 1 cân hay là cần 2 cân thì em cũng gửi nhá. Nhưng mà mua từ 5 cân là sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra bên em còn có chun các bác ạ. Chun bóng này các bác anh này. Em bán rời, bán lẻ nha các bác anh nhá. Đây. Các bác ơi, đây là bóng. Cái bóng này thì giá của nó rất chi là rẻ, có 60.000 một cân thôi. Các bác có thể bổ sung thêm để các bác sử dụng bóng này. Đấy, em bán bóng không nhá. Còn nếu như các bác mà cần chun thì đây. Cái chun này nhà em sẽ là chun chống ghẻ, chống đứt nhá. Cho dù các bác dùng hỏng hết đi cái chun này cũng không thể đứt được. Nếu là bác nào mà muốn bổ sung thêm dây chun thì các bác lấy thêm dây chun. Dây chun này cũng rẻ thôi, giá 20.000 đồng một lạng thì được khá là nhiều. Và cái túi đấy thì sẽ là túi 5 lạng. Em bỏ cái túi ra đi, các bạn đóng cả đi. Ừ, đấy, đấy là chun nha các bác anh nhé. Về xốp bọc ổi thì bên em là một kho lớn. Đây là em quay thế này cho các bác xem thôi. Các bác đã đến với đơn vị em và cũng như là xem được cái video này thì các bác đã xem được những cái dụng cụ chất lượng nhất. Và nhớ vào kênh của em nhé, nhớ nhấn cái chữ đăng ký ở ngay cạnh góc dưới màn hình ấy thì các bác anh nhà mình sẽ xem được rất nhiều. Kìa các bác nhìn thấy cái kho bọc ổi của bên em kia, sẽ xem được rất nhiều tất cả các loại về dụng cụ làm vườn, dụng cụ bao bọc, đồ làm vườn nhà em sẽ có đủ hết đấy. Và bác nào mà mua 5 cân bọc ổi ngày hôm nay sẽ miễn phí ship nhá. Còn các bác muốn mua lẻ 1-2 cân thì cứ báo với em. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Các bác anh nhà mình cần bao nhiêu cân thì gọi điện tới số điện thoại em ghi ở trên màn hình đó nha. Cảm ơn các bác nhiều ạ. Cảm ơn các bác đã xem video và đặt hàng thì gọi điện tới bên em nha.